chào mọi người. Hôm nay sẽ là trận chung kết giữa đội kéo co nam của xã Văn Một và đội kéo co nam của đội thị trấn nha mọi người nha. Đây là đội thị trấn mọi người ạ. Đội thị trấn có những vận động viên rất là đô cây mọi người. Đây. Giới thiệu mọi người, đây là đội tuyển kéo co của xã Văn Một nha mọi người nha. Đây là trận chung kết nha mọi người, chung kết kéo co nam giữa đội kéo co nam của xã Văn Một và đội kéo co nam của thị trấn nhé. Còn không ai bằng mày của ta hết nhỉ? Đây những vận những cổ động viên rất nhiệt tình của hai đội. Ghi là chủ yếu. Cố lên nha anh em, cố lên nhá. Hai đội đang làm thủ tục để mà bốc thăm nha mọi người nhá. Hai đội đã vào sân để chuẩn bị cho trận thi đấu ngày hôm nay nha mọi người nhá. Đội hình thi đấu của đội xã Văn Một thì gồm anh Tươi, ủy ban xã Văn Một này, Hòa ủy ban xã Văn Một này, Thiếu chi đoàn Thân Trường này, Thành chi đoàn Thân Trường này. Dũng là được trực mọi người ạ. Đấy, đây là đội hình thi đấu của xã Văn Một. Rất tiếc là đội của xã chúng ta đã để thua với cái trận đấu đầu tiên. Bây giờ sẽ là trận đấu thứ hai nhé, đội mười nhé. Đây là một trận đấu rất gay cấn rồi, nhưng mà sao thì các cổ động viên của xã chúng ta đã thi đấu hết sức mình rồi, nhưng mà cơ hội vẫn đang còn. Cố lên anh em ơi. Anh thay đi, anh kéo đi, không được em cũng. Đây.
chém thì xuống xuống luôn chị ơi. Quan trọng phải là dân tái, bắt một cớ này. Đây chắc là cổ động viên của thị trấn mọi người ạ. Chủ yếu cả chơi, chủ yếu chơi trong khoe thì đâu. Gấp hụ gấp hai nhưng cô Minh bảo. Anh cái sổ cái tay đi. Mày bắt con lên đó, bỏ con lấy tháo, bỏ lấy tháo, bắt con lấy tươi, bỏ lấy tươi, thắng tươi, hãy cầm, đây là cổ động viên quá khích nha mọi người ạ, cổ động viên quá khích nha. Ai chọc khỏe bắt mặt đây. Tỷ số hiện tại là 1-1 nhé mọi người nhá. Một trận thi đấu rất là tuyệt vời giữa đội thị trấn và đội Giám Mộc nhé. Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Nghỉ tí đã, bảo cho ta nghỉ tí đã. Thầy ơi. Quay đi em ạ, quay đi. Cho đồng Hưng quay đi, Hưng quay cho đi. Lão Trường kia đến đây đây mà đây. Tất tay một đưa cho lão nữa. Tất tay một. Tất tay vô anh Trường, tất tay vô. Thôi thôi, nó mệt thì mình vào thay nốt thì thế luôn. Nào rồi kiếm trái rồi. Kéo trái chén ạ. Đứng sau này đấy chứ không phải là đứng như ấy đâu. Đứng một bên không được đâu, đứng sau này mà. Có điều ạ. Có quyết định nhá. Theo đây là Trương ạ. Trương ạ. Đứng chỉ dưới thôi, đừng có giật. Khi nào họ mệt mới giật. Kéo.
还是他们好多人跟我们说天哪快点过来他们把那车轮拼把轮那个他拼轮拆解问了就拉后就解拉后就解拉拼两轮các con nam đã thuộc về đội của xã 110 nha. Mình cũng vừa vào tham gia với anh em. Quả thật là một ngày rất mệt. Trận đấu rất gay cấn nhưng mà cuối cùng là chiến thắng đã thuộc về đội của xã 110 nha. Video của mình xin kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.